muốn giữ gìn sức khỏe nhé. Bố, bác, cháu vào chiến trường gặp ba đứa con của bác thì nói rằng cả nhà bác vẫn khỏe nhé. Cháu đi giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi nhé. Có đợi không? Đi rồi hả mã? Anh đi đây, anh đi luôn đây. Đi nhá. Sơn Tú. Có. Anh Tú. Ơi. Anh đi nhá. Đơn băng. Dẫn tiến sĩ đi. Có. Có. Nghỉ ở nhà hả? Ôi chào bà, mời bà vào nhà chơi. Vâng. Mấy hôm nay mưa to, nhà rột quá. Tôi xong ngay đây mà. Không, già rồi mà leo trèo thế, nhớ ngã thì khốn. Bà yên tâm, mời bà vào trong nhà. Thôi thôi, tôi ngồi đây cũng được. Bà chờ tôi đi lấy ấm nước nhé. Vâng. Khoai nhà mới dỡ đấy, ngọt lắm. À, thế ạ. Tôi mang sang biếu bác một ít đây. À, quý hóa quá. Có ấm chè tôi mới pha đây. Bà uống chén nước đi đã. Xin bác. Bác Trường này, tôi vừa mới nhận được thư của thằng Tú. Nó gửi lời thăm bác, cả cái Na nữa. Có cả ảnh đây này. Thế ạ. Bác xem này. Chà, giống bố nó quá. Nhất là cái cười nhếch mép. Cái gì thế này? Chà chà. Thiếu tá rồi cơ. Nhất huyện đấy. Ngày xưa tôi đi bộ đội áo bốn túi về làng, đã tưởng là mình oai lắm. Cái Na nhà tôi tuổi Hợi, thằng Tú dễ thương hơn con Na nhà tôi 1 tuổi đấy bà nhỉ. Phải. Ngày ấy, ông cứ cho chúng nó cưới nhau trước khi đi bộ đội. Có phải bây giờ tôi đã có đứa cháu đỡ đần rồi không? Bà trách móc tôi làm gì? Ngày ấy, không vì dân vì nước mà chúng nó ra đi, thì làm gì có độc lập thống nhất như ngày nay. Tôi chỉ sợ con bà bây giờ làm quan to không để ý cái Na nhà tôi. Chứ tôi đã nói là như đinh đóng cột. Dạ ôi, biết thế nào mà nói trước, cứ chờ chúng nó về đã rồi hãy hay. Các bà lạ thật. Mời bà uống nước, uống cho nóng. Xin bác. Thế mà đã hơn 10 năm rồi. Nhanh thật. Hai mẹ con cô về đến bến nào thì lên ạ? Cháu cho cô xuống bến Cây Đa Nghè Sồ nhé. Sao? Quê cô ở làng Mai Đình đấy à? Dạ vâng ạ. Ồ, bưởi làng cô là ngon nổi tiếng đấy. Dạ. Thế các cụ nhà ta khỏe cả chứ? Cảm ơn bà, bố mẹ cháu còn khỏe. Ừ. Thế hai cụ được mấy các cô các cậu cả thầy? Sang trái anh Hùng ơi. Dạ. Nhà cháu có 4 anh em ạ. Ờ, tốt phúc quá nhỉ. Cháu Hùng ơi. Kiểu con, đừng sợ con. Không phải là tên xính đâu mà. Này, ăn bưởi đi cháu. Tội nghiệp cháu tôi quá. Đấy là tiếng pháo của nhà trai đến ăn hỏi đấy mà. Con thấy không? Thế phải không bà? Ờ. Thế cháu đẻ ở chiến trường hả cô? Vâng ạ. Bà ơi. Hả? Họ đợi cái gì ở trên đầu thế ạ? À, đấy là mâm quả người ta đựng trầu cau, mứt kẹo để đi ăn hỏi mà.
Hôm nay tốt ngày có khác, làm đám ăn hỏi quá bà nhỉ, toàn cánh bộ đội cả. Thì đánh nhau mãi, bây giờ cũng phải có lúc nghỉ để cho người ta lo lấy vợ lấy chồng chứ, có phải thế không hả cô? Dạ phải. Thế ngày xưa bố mẹ cưới nhau có ăn hỏi như thế này không? Ở trên trường thì kiếm đâu ra hả con? Có bánh lương khô và thuốc lá quấn cũng là sang lắm rồi con ạ. À, tới rồi anh Hùng ơi, chỗ cây đa kia là bến sông làng em đấy. Con nhìn kia kìa, làng mình có đẹp không? Có ạ. Nhá, này con nhìn ra phía đằng sau cây đa to kia kìa, là nhà mình đấy. Ở nhà mình bây giờ có ông bà ngoại này, đấy còn có các bác này. Bác nữa con về con chào thật to nhé. Vâng ạ. Thì con ơi, nó ngã bây giờ. Đi dạ. Ơi, đỡ con mẹ cái. Chào anh Hùng nhá. Kìa, chào bác đi con. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Hai mẹ con về nhá. Vâng. Ngã bây giờ con ơi. Đây là con nhìn có con kiến lửa đấy. Mọi người đây. Đây đây đây. Xem có cái dùi mè nó ải mục ấy thì thay ngay đi đi chứ. Vâng. Bác chủ tịch ơi, thiếu nhiều ngói lắm. Có hơn chục cây tre nữa. Thiếu hả? Thiếu nhiều cây nhỉ? Thiếu thế khòm đấy. Mà làm ăn được cẩn thận đấy. Ông trượng mà chê là hơi chơi với công điểm các cậu. Chúng không được củ khoai đâu. Ờ, nhà mình đây hả mẹ? Ừ, nhà mình đấy. Vào đây con. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, con đi mà. Na đi mà. Thầy không nhận ra con à? Sao thầy gầy thế? Sao bây giờ? Sao bây giờ con mới về hả con? Bây giờ đơn vị con mới xong nhiệm vụ, con mới về được với thầy mà. Thầy, mày không nhận ra tao hả? Ôi, chú Công. Trông mày dày dạn hơn nhiều. Gặp ở ngoài đường có lẽ tao không nhận ra được. Thế ạ? Đúng là chiến tranh đã rèn luyện mày nên người. Có phải không ông Trượng nhỉ? Còn cháu, cháu trông chú vẫn như thế ạ. Thật hả? Này này, cháu về đúng lúc đấy. Xã mình có chủ trương giúp đỡ các gia đình thuộc diện chính sách. Mà gia đình ta có 3 liệt sĩ nên được ưu tiên nhất xã đấy. Sao lại thế hả thầy? Mẹ con đâu? Các anh con đâu? Thế này mẹ ơi. Mẹ. Ông ơi, có cá rồi đấy. Ở
chiến trường, ai dạy cháu học? Các cô các bác ở trạm quân y. Thế bố cháu có hay về thăm hai mẹ con không? Bố cháu hy sinh từ lúc cháu còn bé cơ. Ông ơi, các bác nhà mình cũng hy sinh ở ngoài mặt trận à? Giống như bố cháu à ông? Ông ơi, nhìn kìa, đẹp quá ông nhỉ? Đẹp thật. Cháu chào bà. Con mẹ Na ngoan quá. Hai ông cháu đi đâu sớm thế này? Sáng nay đánh được mẹ tôm, mang biếu bà vào đi. Bác chỉ vầy vẽ cô Thoa. Dạ. Thôi. Dạ. Em chào cô ạ. À, chào em. Sao bác cho nhà cháu nhiều thế? Hai mẹ con cháu ăn làm sao hết? À, hay là để cháu nhặt cho cả nhà bác nhé. Đi, đi với cô. Tôi cũng chỉ mong được một thằng cháu như thế này. Bà chẳng phải mong. Thời buổi này, mai kia thằng Tú nó về, có khi nó mang cả đống cháu cho mà xem. Ơ kìa. Cái điếu nhà đâu nhỉ? Tôi vẫn để ở góc nhà. Em học công nghiệp có thích không? Dạ có. Cô là nghiêm lắm đấy. Ơ ơ, nhà thế này cơ mà. Vụ này hợp tác giải quyết cho bà có nhiều không? Tôi thì ốm yếu, mày có tiêu chuẩn của thằng Tú nên cũng đủ ăn. Thế bên bác thế nào? Còn mẹ nó lằng nhằng giấy tờ mãi vẫn chưa xong. Cha biết giải ngũ hay chuyển ngành. Thành ra bây giờ xã vẫn chưa giải quyết. Cả nhà tôi được mỗi một suất. Hay là nó muốn về ở bên nhà chồng? Tôi cũng chả biết. Tội nghiệp con bé. Chưa kịp làm dâu ngày nào đã chịu cảnh quá bụa rồi. Tội nghiệp à? Tội nghiệp cái gì? Nếu mà nghe lời tôi thì đâu đến nông nỗi này. Tôi không trách nó thì thôi, chứ bác giận nó nỗi gì nào. Cái duyên cái số là do ông trời, chứ tôi với bác sắp đặt thế nào được. Đúng là cái số tôi khổ đủ đường. Còn với cái chẳng ra sao. Tuấn ơi! Tuấn! Dạ! Quyền tập đọc con để ở đâu? Con để ở đầu giường ạ. À mẹ này, hôm nay có tiết thủ công, mẹ cho con mượn cái kéo nhá. Ừ, con cứ ăn đi rồi mẹ lấy cho. Sao đi lâu thế chưa về hả mẹ? Này, cái kéo mẹ để sẵn ở trong cặp rồi nhá. Con ăn nhanh đi kẻo muộn đấy con ạ. Con thôi ạ. Uống nước đi con. Này, đi học, vừa nghịch vừa vừa thôi con nhá. Vâng ạ. Ông, ông đã xin được giấy cho cháu chưa? Ông chủ tịch đi vắng. Ông đi đi đâu hả ông? Để lần khác ông xin cho nhé. Cô Nguyệt bảo cả lớp chỉ được 7 suất ăn trợ cấp thôi đấy. Thế hả? Thôi cháu yên tâm đi học đi nhé. Cháu chào ông. Tôm con rang nhạt để thầy nhấm rượu. Tôm tươi ngọt lắm thầy ạ. Sao thế ạ? Này mẹ mày còn sống ấy, rang tôm bao giờ phi hành mỡ nên con tôm nó mới thơm. Hồi ở chiến trường bọn con chẳng có hành có mỡ gì cả. Bắt được con tôm con tép nào quẳng ngay vào chảo đảo với muối. Vậy mà vẫn hít veo thầy ạ. Thầy vừa gặp bác chủ tịch xã. Bác ấy bảo là trong phần lý lịch bổ sung của con về bố thằng Tuấn không thấy nói gì về bố nó cả. Thành ra bác không dám xác nhận vào đơn cho nó. Sao lại thế ạ? Ngày bọn con cưới nhau cả đơn vị cũng biết mà. Con có xác nhận gì của đơn vị không? Về giấy tờ ạ? Ừ. Con không có. Không có một tí giấy tờ gì cả? Dạ. Vâng ạ. Thế có nghĩa là thằng Tuấn là con hoang à?
thầy không tin con sao? Cha mẹ không tin con còn tin ai? Nhưng miệng thế gian con biết đấy, điều tiếng lắm con ơi. Các bà lạ thật, cứ hứng lên là lấy nhau, chẳng cần giấy tờ xác nhận gì cả. Bây giờ chị về đây bắt chúng tôi giải quyết thì chúng tôi giải quyết làm sao được? Họ tên gì thì cùng ở chiến trường ra, các anh còn lạ gì? Cánh đàn ông các anh xuống giấy quận thuốc lá cũng không có, chứ nói gì đến giấy viết thư. Vậy mà bây giờ các anh đòi hỏi tôi phải có giấy tờ đàng hoàng. Tôi chỉ muốn hỏi các anh một điều, là con tôi có được hưởng chế độ liệt sĩ của bố nó để lại hay không? Khổ lắm. Tôi có nói với chị là cháu nó không được hưởng đâu. Nhưng thủ tục là thủ tục chị ạ. Giờ tôi phải gửi đơn này của chị lên cục quân lực. Ở đó người, tiếp theo người ta sẽ tìm lại những người cùng đơn vị với anh chị để xác nhận cho cuộc hôn nhân này. Nhưng việc này không thể giải quyết ngay được, mà phải chờ chị ạ. Anh ơi, thuyền có ngược không hả anh? Cô nào đấy à? Ôi anh Hùng! Đi đâu đấy? Em vừa tỉnh đội về, thuyền của anh có qua làng không? Có, lên đi. May quá. Thế cậu bé giúp việc của anh đi đâu rồi? Đi học rồi. Thôi, cô cứ vào khoang ngồi nghỉ kèo mệt. Không, em gùi gạo khiêng thương binh quen rồi, có gì mà mệt hả anh? Thế ở thanh niên xung phong à? Lính quân đi đấy. À, ở Quảng Trị anh có đánh trận nào không? Có, năm 69 ở Khe Xanh. Cô cũng có ở đó chứ? Em ở trạm quân y sư đoàn. Tôi cũng điều trị ở đó đấy. À thế à, em ở khoa ngoại. À này, ở đó cô có nghe chuyện xác chết sống lại không? Làm gì có. Có đấy. Có mấy o Vân Kiều khi mà xác lính đi chôn, dọc đường bị phá nổ. Cô còn lạ gì, có lấy thân mình che cho xác chết. Không hiểu là do pháo nổ hay do máu o đó nóng mà xác chết sống lại đấy. Anh chỉ giỏi chuyện. Thế cô không tin à? Người đó chính là tôi. Chính là anh á. Viện ra, tôi đã đi tìm cô ấy thì người ta cho biết đã chôn cô ấy ở đồi Sim. Cô biết ngọn đồi đó chứ? Bom đã phạt sạch hết cả. Tôi tìm mãi mới được mấy cành sim cắm lên mộ cô ấy. Bố cháu Tuấn cũng hy sinh ở Khe Xanh năm đó. Lính tặc công à? Không,
lính trinh sát. Thế quê anh ở đâu? Xa lắm anh ạ. Chị đã về thăm quê anh chưa? Chưa anh ạ. Em chờ tỉnh đội giải quyết chính sách cho cháu Tuấn xong sẽ đưa cháu về. Trên cho em chuyển ngành về nông trường, ở đó đang thiếu y tá. Nhưng về đến nhà, các anh em đã hy sinh hết cả, chỉ còn mỗi thầy em. À, thầy mẹ anh còn cả chưa anh? Nhà anh đây à? Thôi chú ý nào các em. Nào, giờ em nào có thể lên kể cho cả lớp cùng nghe về một cương chiến đấu anh dũng mà các em biết nào. Cô em Tuấn. Em đưa cô Năm Mậu Thân. Em quay lại kể cho cả lớp cùng nghe. Em đưa cô. Thưa cô, Năm Mậu Thân, máy bay trực thăng Mỹ oanh kích ác liệt vào trạm quân y của mẹ em ở trong rừng. Các cô chú đã chống trả quyết liệt, chúng liền thả quân xuống đông như kiến cỏ, rồi mẹ em bị bắt. Lúc đó đơn vị trinh sát của bố em đã kịp thời đến cứu nguy, nhưng lúc đó mẹ em bị thương nặng, bố em phải cõng mẹ em vượt qua khỏi vòng vây. Rồi sau đó thế nào hả em? Dạ thưa cô, rồi sau đó bố em cười nhau. Bạn ấy làm gì? Có bố, thấy em bảo mẹ bạn ý nhận bạn ý ở chiến trường. Ơ kìa Thạch, ngồi xuống. Ai cho phép em nói như thế hả Thạch? Chị Tỉ à? Thôi các em về đi. Tôi về đi Tuấn. Em đừng buồn, rồi cô sẽ nói với bố mẹ bạn ấy về chuyện này. Thôi em về đi. Chúng mày xem, con Huyền, thằng Huy, thằng Lớp, thằng An Xuân Liệt Sĩ. Nó có đâu, không trả con Hoàng còn gì nữa. Mày bảo ai là con Hoàng à? Không, con Hoang sao mày đứng lại? Tao không phải là con Hoang. Không phải con Hoang thì giấy chứng nhận mày đâu. Mày là cái thớ gì mà tao phải trình giấy tờ à? Đồ đảo ngũ. Mày bảo ai đồ đảo ngũ? Tao bảo bố mày. Bạn Tuấn, bạn ý đang đánh nhau. Đánh nhau với ai hả cháu? Với bạn Thạch, con chú Đa. Ở đâu? Ở đầu làng ạ. Ôi giời ơi. À, thằng này giỏi. Huynh à, anh không phải đánh nhau hả? Nó bảo thầy là đảo ngũ trốn lính. Mày cứ thở hồn. Bạn ơi, mẹ con sao đến nông nỗi này hả con? Có sao không con? Này chị kia, về dạy con đi nhá. Mới nứt mắt ra mà đã hiếu chiến. Rõ cái đồ còn không cha như nhà không lóc ấy. Thôi đi về.
Chân ở đâu thế? Ở chiến trường Xuân Lộc. Ừ. Này, tớ còn may lắm đấy. Tớ xuống nhà chơi nhá. Về chứ. Anh Tú để em vào trước nhá. Má mẹ, anh Tú về rồi. Cái gì? Hả? Mẹ. Tú. Kìa mẹ, thấy con về sao mẹ không cười lại khóc? Vào nhà đi con. Cây bưởi con ai cho? Đã lớn bằng gần này rồi hả mẹ? Hơn 10 năm rồi còn gì. Mời con bác vào trong nhà. Chơi ạ. Vâng ạ, mời bác. Dạ, mời các bác vào xin nước. Dạ, à, cô Tú. Vâng ạ, mời dạ. Các bác ạ. Dạ, khỏe chứ ạ? Dạ, cháu khỏe ạ. Lần này về nhớ lấy vợ, cho bà cô được nhờ đi nhé. Dạ, vâng ạ. Đều chân vào, máy nghĩa lên nào. Hai ông cháu đang tập bơi đấy à. À, về bây giờ đấy hả? Cháu mới về hôm qua, để tôi đưa thuyền vào. Cháu lội ra cũng được ạ. Thôi, về đi cháu. Cháu cầm vỏ cá về cho mẹ nhé. Nhớ sông nước lắm hay sao mà đã ra bến đấy hả? Cháu đi suốt từ Bắc tới Nam, chưa có nơi nào có con sông bến nước đẹp như làng mình bác ạ. Chào bác đi cháu. Cháu chào bác ạ. Ngoan lắm. Con cô Na hả bác? Nói đấy. Cháu lên bè đi, để bác đưa nó vào. Vâng. Cháu về phép có được lâu không? Gần một tháng bác ạ. Ngồi xuống cháu. Dạ vâng. Ở chiến trường bọn cháu có nấu được cao khỉ. Cháu mang một ít về biếu bác, để bác ngâm rượu uống cho đỡ đau lưng. Quý hòa quà đây là quà cho mẹ con Na. Na dạo này thế nào hả bác? Thôi, đừng nói làm gì, cho thêm đau lòng. Tôi thật vô phúc, không dạy được con biết thủy chung nên người. Cô ấy không có lỗi gì trong việc này đâu bác ạ. Chiến tranh bác còn lạ gì, đánh nhau liên miên, tin tức thất lạc, kéo dài hàng chục năm, biết sống chết thế nào mà chờ hả bác? Nhưng nó lấy chồng có đàng hoàng gì đâu. Chỉ tội nghiệp thằng bé, thật mang tai mang tiếng. Trước đây, tôi tự hào về các anh nó bao nhiêu, thì bây giờ, tôi nhục nhã với nó bấy nhiêu. Không dám ngóc đầu nhìn bà con làng xóm.
Kiền Na. Na. À, để anh vác cho. Thôi anh cứ kệ em. Cứ để anh. Anh đi về phép đi à? Ừ, anh vừa ra báo bè thăm bác xong. Bác dạo này già quá em nhỉ? Thì chúng ta còn trẻ trung gì nữa đâu. Nè, anh thấy em vẫn trẻ như xưa, có khác gì đâu. A Tú, à, cậu đi làm thay bà cụ đấy à? Đồng. Cậu đã xuất ngũ rồi à? Lâu lắm rồi. À thế à? Cho em xin cái bừa. À, tớ đi nhá. Đừng có dính vào gái nạ dòng. Thôi, cậu đi về nhà uống rượu với tớ. Thôi đi đi. Thoa này, hay là để khi khác đi. Anh ấy mới về, chưa kịp nghỉ ngơi. Bọn mình đã quấy rầy bất tiện lắm. Gớm, cậu bắt đầu ý tứ. Từ khi nào thế? Bây giờ mình cứ đặt vấn đề trước. Sau đó 1-2 tuần nữa mới tổ chức cơ mà. Ừ. À, anh Tú về đi rồi. Ôi, may quá. Ra ngõ gặp trai mà. Đúng là gặp trai thật. Bọn em tìm anh mãi. Anh đi đâu mà khiếp thế? Em chào anh ạ. Chào em. Đây là Nguyệt, dậy cùng với em. Con bác tốt đầu làng mình đấy. Thế à? Vâng ạ. Anh nhìn gì em mà khiếp thế? Có phải đây là cô Nguyệt ngày bé mà còn đùi bơi qua sông đuổi theo trâu suýt chết đuối phải không? Chứ còn ai vào đây nữa. Hôm ấy em vì anh nghẹt cả thở, may có chị Na trèo tuyền đến kịp, không hai anh em mình đã về trầu Hà Bá rồi đấy. Đây bây giờ nó muốn đệ đơn đáp nghĩa anh đấy. Cái con này. Anh Tú, nhà trường muốn mời anh nói chuyện vào giờ ngoại khóa cho học sinh về tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn. À, tôi hiểu rồi. Các cô định mời tôi. Ta vượt qua núi cao trường sơn đã mòn mà đôi chân không mòn. Đúng không? Không phải đâu. Bọn em muốn anh kể về người thực việc thực cơ. Về tôi? Vâng. Chà, nói thật nhá. Về món chịu đựng gian khổ, cánh đàn ông chúng tôi thua xa cánh phụ nữ. Ở ngoài mặt trận tôi có biết được cô Liên thông tin. Mà chẳng nói đâu xa, ngay chị Na đấy, chồng hy sinh, vừa nuôi con vừa đánh giặc. Sao các cô không mời chị ấy? Anh lạc đề rồi. Sao lại lạc đề? Thế không đúng như vậy à? Thôi anh, nhà trường định mời anh. Vậy anh thu xếp nhá. Có gì báo cho bọn em biết. Vâng vâng. Thôi em về đây. Về nhá. Lúc nào rỡ qua em chơi. Ờ. Mày chỉ hay gây sự thôi. Tao có nói gì đâu. Ừ. Chạm mà nọc người ta là thì nó không. Mẹ cứ để đấy con làm cho. Con đã về đây à? Cứ nghỉ đi. Mẹ sắp xong rồi mà. Cô gái con bác tốt lớn lên trông xinh phết mẹ nhỉ. Ờ, hai ông bà già có độc một cô con gái. Này, xinh nhất làng đấy. Thế con đã sang thăm nhà bác Trượng chưa? Rồi mẹ ạ. Có gặp cái Na không? Dạ, có. Tội nghiệp con bé. Ngần ấy tuổi đầu đã quá bụa rồi. Hồi bố con mất, mẹ còn trẻ hơn cô ấy bây giờ. Sao mẹ không đi bước nữa? Con nghe bác Trượng nói, ngày ấy mẹ đẹp nhất làng. Tiền nhân anh. Con hỏi thật mà. Tội cho bố mày. Ngày ấy, bố mày về thăm nhà được mỗi một đêm. Tao cũng chỉ kịp nắm cho bố mày nắm cơm với ít tép rang. Thế rồi, khi con Thoa còn đạp trong bụng mẹ, thì người chiến khu về báo tin bố mày mất. Cứ nghĩ mà thương, nên tao cũng chả thiết. Kéo được nhiều không cô Na? Muối cơm nước rồi ít lắm. Các cháu rủi có được nhiều không? Cũng thường thôi cô ạ. Cháu chào chú. Chào chú ạ. Các cháu đi rủi về đây ạ.
việc mà. Có việc thì đi luôn đi. Thôi để anh gánh nước cho. Không khiến. Lần này thế mà đã giận. Để anh gánh nước cho nào. Mặc kệ người ta. Em xin lỗi nhé. Đi đi. Thế mà đã giận. Gánh đi cho kìa gã người ta bây giờ. Cho chết. Tôi đi xem phim với anh nhé. Không đi. Nhưng mà ai mà thèm đi xem với anh. Đi nhé. Không. Mới gánh của người ta gánh nước. Thế mà đã đòi đi xem. Thì đã sao nào. Thôi thế. Con cảm ơn. Còn thua em. Anh đây à. Tụi trẻ vui quá anh nhỉ. Ngày xưa chúng mình cũng thế mà Na. Bây giờ em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Anh đừng, đừng nói nữa anh Tú. Số phận đã không cho phép chúng ta gặp nhau. Còn bây giờ muộn rồi anh ạ. Thôi anh về đi. Bị mất cả tuổi trẻ để có ngày hôm nay. Anh hy vọng rằng chúng mình sẽ sống mãi bên nhau. Không. Tôi không xứng đáng với niềm hy vọng của anh đâu. Nà. Anh buông tôi ra. Anh thử con Tôm xem hôm nay con Giang có giống cách Giang của mẹ không. Thằng Tuấn đâu rồi? Dạ hôm nay cháu phải đi trực nhật từ sớm. Con và cháu đã ăn cơm trước rồi thầy ạ. Thôi thầy xơi cơm đi. Con phải đi làm đồng đây. Na. Dạ. Giá mẹ mày còn sống tao không phải nói. Giấy rách phải giữ lấy lề con ạ. Chuyện mày với thằng Tú như thế nào tao không cần biết. Thầy, nhưng mà con có. Nhưng cái gì? Thiên hạ người ta đang xì xầm mày kia kìa. Mày phải giữ tiếng cho con mày, thằng Tuấn ấy. Kẻo lại còn cái Nguyệt, cô giáo dạy nó. Tao nghe Phong Thanh bà Tú đã đánh tiếng dạm hỏi. Nó mà biết chuyện này thì nó nghĩ như thế nào về gia đình nhà mình hả? Khổ quá thầy. Chúng con có chuyện gì đâu cơ chứ. Tao không cần biết mày có hay không. Tao chỉ bảo mày là phải cẩn thận. Giữ ý giữ tứ. Kẻo tai tiếng để đời đấy con ạ. Cô Na có nhà không? Cháu chào bác ạ. Ok anh Hùng, mời anh vào chơi ạ. Thưa thầy, đây là anh Hùng, cũng là bộ đội giải ngũ. Đã giúp con ở trên tỉnh về việc giấy tờ đấy thầy ạ. Con vào lấy cây chén. Dạ vâng ạ. Ngồi xuống đây, làm giới thiệu cho vui anh. Dạ thôi ạ, cháu xin phép bác. Mẹ cháu đang bị mệt nặng nên cháu vội đến đây để tìm gặp cô Na. Mẹ anh bị làm sao ạ? Tôi cũng không hiểu nữa. Tự nhiên thấy mẹ tôi xỉu đi thôi. Thế thì con phải đi ngay giúp anh ấy đi. Dạ vâng ạ. Anh chờ tôi một lát nhé. Nhà ta có xa không? Ở mãi trên tỉnh phải không anh? Dạ. Nhà cháu ở ngay huyện trên thôi mà. À, sao không đưa cụ tới trạm y tế xã cho nó gần? Dạ.
cháu nghĩ y tá quân đội vẫn tin cậy hơn nên cháu mới đến đây. Nhờ cô ấy. Này này. Dạ. Khẩn trương lên con. Vâng, ta đi thôi anh. Dạ, cháu xin phép bác ạ. Chào anh. Con đi đây thầy ạ. Này. Dạ. Nhớ về sớm con nhé. Vâng ạ. Các bà về nhé. Mẹ đã về rồi đấy à? Đám cưới có vui không mẹ? Đám cưới hôm nay đông vui lắm con ạ. Cái Nguyệt hôm nay nó đi phù dâu đấy. Thế à? Này, con bé xinh đáo để. À Tú, nó gửi cho mày đây này. Gì thế mẹ? Ui, tao biết đâu đấy, mày hỏi nó ấy. Thôi má mẹ ạ. Sao cô gửi cho con ít thế? Mày ngoài 30 tuổi rồi đấy, lấy vợ đi cho mẹ nhờ. Vâng được rồi mẹ ạ, để con xem thế nào đã. Con Nguyệt nó có vẻ ưng mày, mày thấy thế nào? Nó còn con nít. Nít gì, bằng nó tao đẻ mày rồi đấy. Mẹ bây giờ già rồi, mà con Thoa ấy nó cũng còn phải đi lấy chồng. Đời lính chúng mày cứ đi biển biển, mẹ cũng phải kiếm người về thay thế mẹ trông nom nhà cửa, rồi còn hương khói cho bố mày nữa. Con cũng định xin mẹ lấy con gái bác Trượng đấy à? Cái gì? Mày định lấy Tina? Vâng. Sao con không tìm đường quang mà đi, lại đâm vào bờ vào bụi như thế? Ở cái làng này, người như nó bị mang điều mang tiếng lắm con ạ. Mẹ đừng nghe kẻ xấu làm gì. Mẹ cũng đã từng khổ vì chuyện này rồi. May ngày ấy có bác Trượng, nếu không thì... Tao cũng biết ơn gia đình ấy lắm chứ. Chính vì thế mà tao mới vun vén cho nó với mày. Nhưng cứ nghĩ chuyện nó lỗi hẹn với mày là tao lại giận. Người như thế, coi như bỏ đi con ạ. Mẹ định bắt cô ấy phải chờ con gần ấy năm trời ạ. Thế tại sao mày chờ được? Đàn ông chúng con thì khác mẹ ạ. Chúng con di chuyển luôn mà. Hành quân nay đây mai đó, có khi muốn cũng chẳng được. Con bây giờ đã lớn rồi. Việc trăm năm là do con định hiểu. Nếu con vẫn còn thực sự thương yêu nó, mẹ cũng không ngăn. Nhưng mẹ nghĩ chưa chắc con đã đem lại hạnh phúc cho nó đâu, mà có khi chỉ làm khổ thêm nó thôi con ạ. Sao mẹ lại nói thế? Mẹ cứ ngẫm. Từ mẹ mà ra con ạ. Mẹ ơi, à. Nhà con đã mua tre về để thay cái cột nhà rồi đấy mẹ. Thế à? Dạ mẹ cho con. Mẹ ơi, nhà có khách. Thế à con? Con dâu tới đấy. Dạ. Giờ nó là con gái. Vợ chồng nó hiếu thảo lắm. Vì tội với cái thằng Hùng. Chỉ lo mẹ nhà không ai chăm sóc. Thôi bằng. Cô đây là y tá ở đơn vị thằng Hùng đấy. À thế ạ. Vừa khám và cho mẹ thuốc. Uống xong vã mồ hôi ra. Thế nhẹ cả người còn. Thế ạ. Ôi, may quá. Đấy chị xem, mỗi mình em chả biết xoay sở thế nào cả. Mời chị ở lại dưới cơm với mẹ con em đã. Thôi, xin phép bác và chị. Để lần sau con sẽ đến chơi lâu hơn. Cô về à? Chào anh nhé. Vâng, cô về.
chị ơi. Chị. Trước lúc đi, nhà tôi có đau đớn lắm không ạ? Nhà tôi có trăng trối lại điều gì không ạ? Thôi, để lần sau em sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn. Tôi sao rồi cô? Anh ích kỷ lắm. Tại sao anh lại chút hết cả gánh nặng lên trên đầu chị ấy? Một mình chị ấy phải làm việc quần quật quanh năm nuôi cả nhà. Bây giờ mẹ anh đi trái nắng chờ trời. Còn sau này thì sao? Nhìn thấy mẹ anh đau đớn khi nhắc đến tên anh, suýt nữa tôi đã nói ra hết mọi chuyện. Sao anh tàn nhẫn thế? Anh Hùng, hãy nghe lời tôi, về nhà đi cho mẹ anh mừng. Đi. Không. Cô muốn tôi về nhà để đuổi vợ chồng cô ra ngoài đường à? Được, cô cứ vào nói toạc cho mọi người biết đi. Chắc cô giận tôi lắm, nhưng cô thử nghĩ mà xem. Từ ngày nhận được giấy báo tử, cô ấy vẫn ở vậy nuôi mẹ tôi. Chính vì quá thương con dâu nên mẹ tôi đã khuyên cô ấy đi lấy chồng. Giờ mọi người đang sống yên lành, tôi trở về, họ biết cư xử với tôi ra sao? Nói như anh thì không ai muốn về nhà nữa. Anh tưởng tôi về nhà là sung sướng lắm phải không? Nhiều đêm tủi nhục quá, tôi cũng muốn bỏ quách nhà ra đi như anh để được sống yên thân lắm chứ. Nhưng khi nghĩ đến cha tôi sống mùi thủi một mình, cơm niêu nước lò là tôi lại không đành. Hãy trở về nhà đi, đừng bắt mẹ anh, vợ anh phải suốt đời nhức nhối mỗi khi thắp nén nhang lên bàn thờ anh như thế. Hãy nghe lời em, về đi. Sắm trầu sắm câu em à, chẳng tham tướng tá cao sang, chỉ ham một nỗi miệng anh hay cười. Miệng anh cười nhưng duyên chẳng có, có phải lòng nhau thì áp má kề môi. Em cũng đất đây à? Dụng phần trăm nhà mình ở đây hả em? Vâng ạ. Vùng này trồng gì? Em trồng ngô. Anh thiếu tá ơi, đã phải lòng nhau chưa? Rồi em ạ. Uống nước đi em. Em xin. Gái làng mình bạo khiếp. Anh trẻ trung thật đấy. Trẻ chứ em, chiến thắng rồi mà. Nà này, mẹ đồng ý rồi đấy. Mùng 6 tốt ngày, mẹ sẽ mang chầu cao sang hỏi em đấy. Anh đùa giỡn em đấy à? Không, anh nói nghiêm túc đây. Thế sao anh không hỏi ý kiến em trước? Anh tự
tưởng là... Anh tưởng là anh có quyền ban ơn cho em chứ gì. Đừng hiểu lầm anh. Anh chỉ muốn bù đắp lại những mất mát cho em thôi mà. Có những mất mát không thể nào bù đắp được. Nhìn lại em đi. Em đâu còn là cô bé Na của ngày xưa nữa. Anh về đi. Đừng bận tâm với em làm gì. Na, tùy em nghĩ. Anh đã quyết rồi đấy. Đó là những mẩu chuyện mà những người lính như chú đã làm để góp phần nhỏ bé của mình vào chiến thắng to lớn như ngày hôm nay. Con trai tao hôm nay bốc quá. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta lúc này phải hàn gắn lại những vết thương do chiến tranh để lại. Chúng ta có thể lấp ngay những hố bom, xây dựng lại ngay một ngôi nhà, một trường học, thậm chí cả một thành phố. Nhưng còn những nén hương leo lét đang âm thầm nhả khói trên ban thờ của những gia đình liệt sĩ trong thôn xóm chúng ta sẽ còn là những vết thương nhức nhối, không thể một sớm một chiều hàn gắn được. Vì vậy, chúng ta càng phải thương yêu đùm bọc lấy nhau hơn, nhiễu điều phủ lấy giá gương bằng tấm lòng nhân ái, chân tình. Chú nói thế có đúng không các cháu? Bọn học sinh thích những mẩu chuyện anh kể lắm. Mọi khi chúng rất mất trật tự. Anh học ở đâu cách kể chuyện mà hay thế? Có gì đâu. Binh đoàn thiết giáp của anh giải phóng Buôn Mê Thuột. Anh bắn cháy 2 tăng giặc. Binh đoàn cử anh đi tập huấn 2 ngày để báo cáo điển hình. Học nói mãi rồi cũng quen đi em ạ. Em có biết không, họ còn đang đề nghị anh viết sách về truyền thống của binh đoàn nữa đấy. Chắc là hay lắm anh nhỉ? Hay thì chưa dám chắc. Nhưng chân thật thì có, vì anh viết về những người lính. Đời lính, chết xanh cỏ, sống đỏ ngực mà em. Em hỏi thật nhá, khi đánh nhau, anh có sợ chết không? Ai chẳng ham sống hả em? Trước mỗi trận đánh, người lính nào mà chẳng bồn chồn lo lắng. Họ chết thì đã đành phận họ. Nhưng họ lo cho vợ, cho con, cho mẹ già ở nhà. Rồi sẽ sống ra sao đây, khi họ không còn nữa. Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Mẹ ơi, nhiễu điều là gì hả mẹ? Là tấm tơ được nhuộm đỏ để phủ lên giá gương trên bàn thờ đấy con ạ. Có vẻ giống bàn thờ nhà cụ Thượng không ạ? Đúng rồi. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bì cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, một cây làm nên lại đấy con, ba cây chụp lại lên hòn núi cao. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì dạ thương nhau cùng, bầu ơi thương con ngồi xuống cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Thầy bảo gì con ạ? Sáng nay bà Tú có sang nói xin mày cho thằng Tú. Mày nghĩ thế nào? Bà ấy định đầu tháng làm lễ ăn hỏi và tổ chức cưới ngay trước khi nó hết phép. Thưa thầy, con đã nói chuyện này với anh Tú rồi mà. Như thế là chúng mày đều nhất trí với nhau rồi hả? Một cây làm chẳng đến non. Dạ. Ba cây chụp lại đến non cao. Con đã nói với anh ấy rằng lúc này con chưa nghĩ đến chuyện đó thầy ạ. Thế có nghĩa là mày không muốn lên nó?
Dạ. Vâng ạ. Thế là thế nào? Mẹ. Thằng kia, đi rồi mà. Thôi, con ra ngoài kia chơi một lát để mẹ thư chuyện với ông nhé. Mày nghĩ xem, mày đã mang tai mang tiếng với cái làng này như thế nào mày biết rồi đấy. Giờ nó về, nó thấy mày cảnh mẹ quá con côi, nó thương mày, nó muốn cứu vớt mày thì mày lại không chịu lấy nó. Mày nghĩ xem, cả cái làng này, cả cái tầng này, có đứa nào bằng nó không? Bao nhiêu đám ngốc nghe, nó từ chối hết thầy, bởi vì nó thương mày, nó tha thứ hết lỗi lầm của mày. Thầy, con không có lỗi lầm gì để người khác phải tha thứ đâu ạ. Hả? Không có lỗi lầm gì? Thế đi nào lù lù dẫn một đứa con về đây hả? Dạ thưa thầy, bố cháu Tuấn là một liệt sĩ. Tao không cần biết cái thằng ấy. Tao chỉ hỏi mày, mày có còn coi tao là cha của mày nữa hay không? Nếu mày còn coi tao là cha thì mày phải lấy nó, còn không thì tùy mày. Thầy, mẹ con mày muốn đi đâu thì đi, tao không còn có trách nhiệm gì với mẹ con mày nữa. Con ơi, đã chuẩn bị xong hết chưa con? Chuẩn bị doanh trại hả mẹ? Không con ạ. Thế mẹ đâu ạ? Hai mẹ con mình sẽ về nông trường. Này, mẹ này, đêm qua ông ngồi suốt đêm ở bên vỏ bè đấy. Thế à? Cháu Tuấn có nhà không đây? Dạ có ạ. Ông cháu ăn cơm chưa? Dạ, ông cháu vẫn ngồi ở bên vỏ bè chưa về ạ. Thế hả? Mời bà vào chơi ạ. À. Cháu bà ngoan quá. Hai mẹ con chuẩn bị lên đường à? Dạ vâng ạ, mời bà ngồi chơi ạ. Bao giờ thì con đi? Dạ, con định đi ngay bây giờ. Thế con đã thắp hương cho mẹ và các anh chưa? Dạ, vâng ạ. Có vòng hồn mẹ con và các anh con chứng giám. Bác nói có điều gì không phải, con cũng bỏ qua cho bác. Thầy con bây giờ già rồi, nhà lại chỉ còn độc một mình con. Nếu con bỏ đi bây giờ thì lấy ai chăm sóc thầy con lúc ốm đau? Phận làm con, cha mẹ có mắng chửi thế nào cũng phải chịu con ạ. Chuyện con với thằng Tú, đấy là lỗi của bác.
Bác xin nhờ. Nhưng con bỏ đi, bác có tội với vong hồn mẹ con. Chỉ vì bác mà hai cha con phải ly tán. Thôi, này bác, con khổ lắm bác ạ. Cùng cảnh với con, bác hiểu chứ. Cứ khóc đi con, khóc đi cho nhẹ người con. Cậu. Vâng, ấy kìa, chị cứ từ từ, để chú ấy cặp thuyền vào hẳn bờ đã chứ ạ. Cô với bác cứ bình tĩnh. Ấy ấy, để tôi đỡ anh một tay. Thế, ta xuống đi chị, cẩn thận nhé. Mời cô lên bờ. Cảm ơn anh nhé. Hai bác tìm ai đấy ạ? Bác ơi, cô Na Quân Ni có phải người làng ta không hả bác? Ờ, phải đấy. Nhưng mời hai bác dưới nước đi đã. Vâng. Giờ này các cô còn đi làm đồng. Vâng. Thằng con thì đi học. Cái bánh gai. Còn ông bố thì lại ở ngoài vó bè cơ. Vâng, đây ạ. Chả nói dấu gì bác. Đây là bà chị tôi, mẹ chồng của cô Na. Vâng, thế ạ. Vâng. Hai chị em tôi vừa ở tỉnh đội ra đến bến đò thì gặp ngay anh lái thuyền. Trước đây có quen biết với cô Na. Nghe nói bà chị tôi là mẹ chồng cô Na, anh ấy bỏ cả hàng dẫn luôn hai chị em tôi về đây để nhận con dâu với lại tìm cháu đấy bà. Tốt phúc quá. Thế là từ nay thằng bé có họ tộc rồi đấy bà nhỉ. Chả nói dấu gì bà, bố cháu hy sinh rồi, còn có mỗi thằng bé để nối dõi tông đường. Thế à? Vâng. Thạch ơi, cháu có thấy thằng Tuấn ở đâu không? Bạn ấy đang ở đây kia. Gọi nó về đây hộ bà mấy. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Cái gì đây? Có ai ở cậu kia? Đúng rồi cậu ạ. Có nhẽ đúng là nó rồi. Giỏ nhà ai qua nhà nấy, y hệt thằng bố nó ngày xưa. Cháu có phải là con bố vàng Đinh Trọng Hoa đấy mà. Bố cháu là... Thế bà là... Bà là bà nội của cháu đấy mà. Bà! Thôi để đấy cho mẹ. Con đi đi không muộn. Vâng, con đi mẹ. Ờ. Anh Tú này, tối nay đi xem phim với bọn em đi. Anh không đi đâu. Mẹ ơi, sáng nay mẹ cứ nghỉ đi, còn ít ruộng để con cũng nốt cho. Tú này, con sắp hết phép rồi đấy. Vâng ạ, sáng mai con lợp xong mái chuồng bò là xong ấy mà. Tôi không nói chuyện ấy, tôi nói chuyện vợ con của anh cơ. Không đám này thì đám khác, năm sau con sẽ lại về. Mẹ việc gì phải lo mà. Làm cha làm mẹ, ai chả phải lo cho con. Giá thầy mày còn sống ấy thì... Đợt này, tao chỉ còn mỗi một mình đơn độc. Kìa mẹ. Bằng tuổi mày, người ta đã con đàn con đống rồi đấy. Già như tao, rồi lại giống bác Trượng thôi. Con gái sắp bỏ về nhà chồng,
Lại thui thủi một mình. Vì có ý thích về, chứ có ai bắt cô đâu ạ. Tại sao con lại nói thế? Cháu đích tôn của người ta thì người ta phải bắt về chứ. Đàn ông chúng mày chả hiểu gì cả. Cá chuối đắm đuối vì con. Phận đàn bà cực lắm con ạ. Chính vì thế mà nó từ chối mày. Mẹ khổ lắm mẹ ơi. Mẹ uống nước. Cô ấy chẳng chịu ở vậy suốt đời để hầu hạ mẹ chồng và nuôi con như mẹ đâu. Thôi con đi làm đây. Kìa Tú. Thế anh đã về thăm nhà chưa? Tôi nói có sai đâu. Hôm trở về tôi cũng nói đúng như cô. Coi cô ấy như em gái. Hai vợ chồng cứ ở lại trông nom cụ mà. Thỉnh thoảng tôi ghé về thăm. Nhưng hai vợ chồng cứ khăng khăng đòi đi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Thế sao anh không nói với chị ấy là anh đã có vợ có con rồi cho chị ấy yên tâm? Tôi cũng nói bừa là đã có vợ con và đang sống ở bên nhà vợ. Nhưng cô ấy không tin. Cứ đòi tôi phải đem vợ con về để gia đình gặp mặt thì mới chịu ở lại. Có thế mà anh cũng phải đắn đo mãi. Thôi, để đến ngày mai hai mẹ con em sẽ đến nhận là vợ, là con anh, cho chị ấy yên tâm, được không? Thế thì phiền cô ra. Mai cô phải đưa con về thăm quê nội rồi. Thôi, tôi cũng tự lo được mà. Anh Hùng này, cho tôi gửi lời cảm ơn bác. Vâng. Anh Hùng, trong chuyện này em cũng có lỗi. Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có cô mà mẹ tôi giờ như người chết sống lại. Cụ cười nói vui vẻ suốt ngày và luôn miệng nhắc đến cô y tá. Chỉ thương cho cô ấy. Phải đâu cháu ạ, đám cưới đấy. Chào cô ạ. Vâng ạ. Dạ. Thôi thế để xỉa các cụ. Để thông thả thì để các cụ xuống chơi ạ. Dạ. Thôi cháu chào ông ấy. Cháu chào ông ạ. Cháu đừng quấy bà. Nhớ nhanh nhanh về học cháu nhé. Dạ mời các cụ lên thuyền ạ. Dạ vâng. Vâng. Để khi về theo kịp các bạn đấy nhé. Chị đã quên hết chữ ở chiến trường rồi. Đây này, em đã chuẩn bị sách cho chị rồi đây này. Cảm ơn em nhé. Bác, con đi bác ạ. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ở nhà nếu có chuyện gì đã có bác với em, con cứ yên tâm mà đi. Vâng ạ. Chị Nga, em không muốn chia tay với chị như thế này đâu. Chị có đi hẳn đâu mà sợ. Đã chia tay xong chưa nào? Nga đưa túi tôi cầm cho. Hai đứa càng lớn càng sinh ra. Thầy Nga này, con đi chóng về nhé. Thầy ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé.